anh em nào mà có nhu cầu mua Nhung Sinh GS1R thì mua ngay nha. Cái giá thành, thứ nhất là giá thành nó quá rẻ đi nha mọi người. Thứ hai là nó xài rất là bền, hàng chính hãng 100%. Đó. Nên là anh em nên mua nha. Nếu như mà anh em đã nào mà đã thử xài qua cái dòng Nhung Sinh GS của S1R thì anh em cũng đã biết rồi, thì anh em có thể cho mọi người cảm nhận ở bên dưới giùm mình nha. Trời ơi, nó đẹp gì đâu, nó đẹp xuất sắc luôn á trời. Đó, đẹp xuất sắc luôn nha. Bao bì là còn trong gói hết luôn á, mình không có xé đâu, mình để vậy luôn nha. Tại vì mình bán xỉ nhiều á, nên là anh em nếu muốn mua xỉ thì inbox nha. Đó. Hàng mình rất là nhiều. Thế nhưng mà anh em nào mà thích đặt 100 bộ, 200 bộ, 300 bộ mỗi một xe thì cứ inbox mình nha, mình sẽ cho cái giá tốt nhất mấy bạn có thể nha. Hàng này chính hãng 100%, em có thể check mã vạch, mã code thì cũng được hết nha. Ở trên đây là toàn bộ nó có, sẽ có một cái thông số của từng loại xe. Nhung Sinh dĩa là mình sẽ bỏ riêng ra như rồi vậy nè. Anh em nào mua thùng thì mình sẽ bán thùng, anh em mua lẻ thì bán theo lẻ theo bộ nha. Ở đây là nó có tất cả các loại xe Winner, Rider, Sonic, 150, 155, Winner cái gì đó, Rider thì Greenway gì cũng có hết trơn á. Anh em thích xe nào có xe đó nha. Mua ngay đi, đừng có tiếc tiền làm gì, rất là rẻ, không có mắc nha. Đó. Hàng chính hãng như vậy mà không mua thì mua cái gì nữa đây nè. Đó. Rẻ như vậy mà không mua thì mua cái gì? Mua ngay giùm em nha.